tin nè, các em coi đây nè, người ta kêu chúng ta tạo sự kiện form lock, mặc định á, là cái này là được chọn và có chọn xuất hiện ô này. Rồi hai con này trước nha. Rồi các em vào trong cái form này. Các em để ý nè, các em bấm vào đây nè, các em thấy sự kiện form lock này không? À, cái này không, cái đó là thầy dạy rồi á, bây giờ thầy làm cái mới như vậy. Rồi các em bấm vào sự kiện form lock ở đây, thấy chưa, thấy chưa? Rồi mặc định nè, các em để ý ở đây nè, các em thấy cái này không? Nó chính là cái radio button red nè. Đó thì mình để đây radio. Các em tìm cái chữ này nè, chấm nè, test. Các em thấy này không? Đó, bằng này, bằng đúng, nghĩa là nó sẽ được chọn đó các em, được chưa? Rồi tiếp tục nè, các em muốn bấm chọn nhấp nháy vào ô này á thì các em sẽ là test tên nè, nhập tên nè, chấm focus. Thấy nhá, ý là khi vừa chạy, các em coi là khi vừa chạy á, cái này nè. Đó, con chọn nhấp nháy ở đây nè, cái này được đánh dấu, được chưa? Rồi, xong một cái, tiếp tục nè. Mình đọc theo hướng dẫn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt sự kiện này. Rồi, khi mà mình bắt sự kiện này thì mình sẽ gán theo dạng như vậy. Ý là như vậy nè, coi nhé. Mình bấm vào cái này, mình sẽ bắt sự kiện test chain. Test chain là cái này nè, thấy không? Test là chữ, chain là thay đổi á. Khi cái này thay đổi thì các em sẽ gán nè, ví dụ như TNT, các em sẽ gán ở phía dưới cái nhén đó, LB nhé, LB là lập trình nè, chấm test. Nghĩa là cái này chính là cái dưới đây nè, các em thấy lập trình chấm test ở đây không? Thấy không? Thấy chưa? Đó, rồi bằng cái code TNT nhập tên ở trên chấm test. Đó. Ý là như vậy, khi mình chạy một cái nè, khi các em có ở đây, các em thấy tự động ở dưới đây có không? Dạ. Thấy chưa? Đó, thì đó chính là sự kiện test chain này nè. Test là thay là chữ, chain là thay đổi, được chưa? Rồi, tiếp tục mình lại đọc theo hướng dẫn tiếp. Rồi nhấn nút ESC hay nhấn nút thoát hay nhấn ESC là chương trình sẽ đóng. Rồi coi nhé, mình bấm vào cái này, mình bấm vào cái này nè. Các em nhớ là các em tạo sự kiện cho cái này. Ôi, cái này đang để button 1 thì tạo luôn nhé, thầy sửa lại cái này. BTN thoát ha, exit cũng được. Rồi mình tạo sự kiện cho nó nè, mình bấm vào đây. Rồi là gì, chữ gì? Lâu đó. Rồi hoặc là các em muốn tự động nó bấm thoát á thì ở đây nó sẽ có một cái nút này nè. Các em hãy dùng cái này nè các em, thấy không? À, quên, các em sẽ tìm cái chữ là hủy nè. Các em nhìn thấy ở đây không? Thấy cancel button không em? Đó. Khoát. Rồi, ý là như vậy. Cancel nhé. Cancel là hủy á. Rồi, bấm vào đây. Rồi, bấm vào đây thoát là thấy không? Rồi, hoặc là như vậy. Các em nhấn phím ESC, các em thấy thoát không? Được chưa? Vậy là người ta hay kêu nhấn phím ESC để thoát chương trình á. Thì chính là người ta chỉnh vô cái chỗ này nha các em. Được chưa? Rồi, tiếp tục. Lấy giờ cũng chưa có gì viết cốt gì phức tạp hết. Đây còn mấy phút rồi, bốn phút thì cái này hơi bị gấp á. Rồi bây giờ các em sẽ làm thao tác là nhấn vô những cái radio button này á thì nó sẽ tự động nó đổi màu chữ của cái này, thì cái cốt đổi màu chữ là như vậy. Rồi tiếp tục nè, bấm vô đây nè, các em bấm vào cái sự kiện, các em thấy chữ check in trên này không? Không, bấm vào từng cái nữa nha, các em sẽ chỉnh màu nè.
Nghĩa là cái nhánh nè là B lập trình nè, trong for color là màu nè. Cái em nhớ trong C# á nó có một cái lớp về màu sắc sẵn luôn. Các em muốn đổi thành màu đỏ thì các em color.red, màu xanh là color.green hay là blue á ha. Thì ở đây cũng vậy, như như tên cũng vậy luôn. Tên tên nhập tên. Rồi các em coi nè. Mình làm được cái này rồi mình chỉ cần copy mang tí này vậy thôi. Nè, coi như này chạy nè. Nè, mình nhập vô nè. Thấy không? Thấy đổi màu không? Rồi bây giờ mình bấm vào đây thì sẽ đổi màu xanh. Tương tự như vậy mình lại sao? Mình bấm vào đây, mình bấm vào cái dấu màu xanh này là các em bấm vào đây, các em tìm check trên tiếp. À, các em dán này vô nhưng mà ở đây không phải là cái chữ red nữa. À, green. Thấy chưa? Ở dưới đây cũng vậy. Đổi màu chữ. Ý là như vậy nè, nhìn lại nè. Rồi nhập vô nè các em. Nè, thấy đổi màu xanh màu đỏ không? Ý là sự kiện này thấy chưa? Đó. Nghĩa là check again, nghĩa là mỗi lần mà thay đổi á, thấy chưa? À, thật ra là các em phải để chỉnh mặc định là trên đây luôn nè. Các em phải chỉnh mặc định là màu đỏ trên đây luôn cũng được. Cái phong phong lót nghĩa là khi vừa chạy là cái này khởi động đầu tiên đó nha các em, nhớ nha. Sự kiện phong lót các em nhớ như vậy nè, khi mà form vừa chạy thì cái này sẽ được chạy đầu tiên. Các em coi nè, em thấy tự động mặc định màu đỏ thấy chưa, bấm lên màu xanh nè, bấm lên màu đỏ thấy chưa. Rồi tương tự giờ như vậy đến cái phần màu xanh. Rồi đến cái này các em cũng bắt sự kiện luôn. Rồi các em dán này vô thì cái này sửa thành chữ gì các em? Blue. À, đó. Rồi. Được chưa? Rồi cái cuối cùng mà này các em tự làm nhé. À, rồi giờ bên đây. Bên đây mình sẽ bắt sự kiện này cũng giống như vậy, check the trend luôn. Nhưng mà mình sẽ dùng cái phông ở đây. À, ở đây có hướng dẫn tốt cho mình nhé. Thầy làm một cái cho các em thôi. Đây ở đây nè. Mình bấm vô đây, mình sẽ bấm vào sự kiện gì? Bằng cái này, sự kiện check the trend luôn. Rồi đây cũng tốt, chỉnh phông là như vậy nè. Nhớ là cái nhánh này mình thay bằng cái nhánh của mình nhé. Tại vì trong máy của thầy là thầy viết tên hơi khác nhau. Ý là tạo ra một cái phông và phông chữ là chính cái phông của cái này luôn. À, phông chính là cái này nè. Nghĩa là cái này là phông của người ta đánh khác mình. À, rồi cái phông sai nghĩa là kích thước chữ. À, mình đã biết theo việc mà đâu rồi. Còn cái này là kiểu kiểu phông kiểu chữ. À, kiểu chữ thì dường như là in đậm á thì các em sẽ ghi là phông thai trong tô là in đậm. Nè các em nhìn nè, cái lớp này là lớp có sẵn luôn nha các em. Đó. Đó. Rồi tương tự như vậy, khi mà các em làm xong một cái này rồi, các em đi qua bên đây. Các em qua cái in nghiêng nè, các em lại bắt sự kiện check trend luôn. Thì các em sửa cái này, không sửa cái chỗ này thôi nè. Chấm nè, italic. Được chưa? Rồi qua bên đây cũng vậy, giả sử gạch chân đi. Bấm lại tiếp. À, các em sửa cái này là gạch chân. Chấm underline này thấy không, thấy chưa đó, nhớ thiếu dấu mặt ở đây. Rồi các em coi bây giờ thầy chạy nè, coi hết giờ chưa, vẫn còn ha. Rồi vậy là xong rồi đó. Rồi bây giờ mình đánh vô nè, mình in đậm này, thấy in đậm không? À thầy chỉ, thầy chưa chỉnh bên đây đúng không em? Nhưng mà thật sự là thầy đang muốn dưới đây thôi, thấy in nghiêng không? À, gạch chân này thấy chưa? À, thì tùy mình muốn chỉnh. Rồi màu xanh thấy không, thấy chưa? Rồi còn cái này thầy chưa chỉnh nha, thầy chưa làm, các em tự làm cái này. Đó. Rồi vậy là thầy đã hướng dẫn xong phần cốt rồi đó. Rồi bây giờ các em sẽ tiến hành các em làm. Thầy gửi cái cốt này vào thư mục chia sẻ cho các em luôn, video luôn.